Bộ Công Thương vừa tổ chức diễn đàn năng suất chất lượng ngành công thương năm 2020. Đây là một trong những hoạt động của nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các kết quả triển khai hoạt động, cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng của ngành công thương mà Bộ Công Thương giao cho tạp chí Công Thương thực hiện. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia và lãnh đạo một số doanh nghiệp đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ về những điểm mới trong hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng, việc lựa chọn doanh nghiệp, lĩnh vực ưu tiên trong hỗ trợ cải tiến năng suất chất lượng, ứng dụng công nghệ số trong việc nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, những điều kiện để trở thành nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất của tập đoàn đa quốc gia. Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành công thương năm 2020. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc. Tại vòng chung kết, mỗi nhóm cải tiến năng suất chất lượng có một phút giới thiệu về nhóm mình qua phần trình chiếu video clip, trực tiếp mô tả về cách triển khai và hiệu quả hoạt động của dự án, trả lời các câu hỏi của Hội đồng Giám khảo. Hội đồng Giám khảo và Ban Kỹ thuật căn cứ vào số điểm của vòng sơ khảo và vòng chung kết để chọn ra, trao giải cho 12 nhóm cải tiến năng suất chất lượng có điểm số cao nhất, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và chuyên đề.